Tôi là Kiều Phạm. Tôi được báo chí biết đến với danh xưng hiện tượng cover. Mong muốn của tôi là chinh phục giấc mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng đã có lúc tưởng chừng như giấc mơ ấy vụt tắt. Thường thường giọng Bạch Thanh là phải dày và hát khỏe mạnh, nhưng mà giọng em rất là mỏng. Chị nghĩ là cần thêm thời gian để rèn luyện. Anh xin lỗi là không có chọn em cho anh, rất tiếc. Thật sự là anh Bạch. Là ca sĩ phải giọng hay, dáng chuẩn cơ. Dáng chuẩn cơ. Cô có đau không? Mẹ con bằng á là phải tự đứng lên đấy. Tôi không thể bỏ cuộc. Người tiến xa nhất là những người sẵn sàng hành động. Và hành trình trở thành một ngôi sao đã buộc tôi phải nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân. Những gian khó, những vinh quang và những dấu ấn khó phai. Thành công đến với chúng ta không hề dễ dàng. Xin hãy nỗ lực hơn và bước tiếp trên con đường đã chọn. Vì biết đâu ngày mai bạn cũng sẽ tỏa sáng như thế.